Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người đây là cây me Thái nhá. Cây bên mình đã trồng ra bầu to rồi thì được hơn 1 năm rồi. Đấy, hiện tại cây bên vườn thì rất là sai hoa. Đây. Rất là nhiều hoa ấy, mọi người nhá. Cây thì rất thích hợp khí hậu Việt Nam, mọi người trồng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều rất là ok. Người nhìn cây tán rất là đẹp. Ngoài cây to này thì bên mình còn cung cấp là cây giống nhỏ nữa. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình. Số điện thoại của mình là 0988630871. Cực kỳ là sai hoa đây. Mình dính này em. Rồi, cảm ơn cả mọi người nhé.